You're right there, Andy. We had minus 4.2 this morning. Put your belt on. Yes, I got it. Có thể một số bạn sẽ hơi bất ngờ khi biết người đồng hành cùng Hailey trong chuyến đi ngày hôm nay. Đó là ông đầu bếp Jim và cũng là chủ của mình. Lâu lâu Hailey cũng có đi cùng ông, nhưng chủ yếu là tới thị trấn lân cận để đi siêu thị. Nhưng lần này ông rủ Hailey và mấy bạn đồng nghiệp đi chơi. Bạn khác thì bận rồi nên chỉ có mỗi Hailey và cô bạn Jenna đi cùng ông. Ba ông cháu sẽ tới thị trấn Dongara để ăn sáng và ngắm cảnh. Vậy lý do đằng sau chuyến đi này là gì? Ông bảo là mấy đứa được người dân đây chở đi phiêu lưu này kia ha. Ông muốn chứng minh là ông có thể làm tốt hơn như vậy. Trời ghê chưa. Ủa nhưng mà đi ăn sáng thì phiêu lưu chỗ nào trời. Nói chưa, tụi mình hôm nay rất là vui được đi chơi với ông. Cô bạn Jenna thì làm ở quầy pub á, nên là tối hôm trước tan làm trễ. Sáng ra nhỏ mặt đờ đẫn luôn. Thị trấn Dongara là cái tên mà Hailey lúc đó cảm giác vừa lạ vừa quen. Cũng không có để ý lắm, cứ nghĩ là gần thôi, đi xe khoảng 3-40 phút gì thôi. Nhưng mà đi mãi chả thấy tới nơi. Trên đường đi thì ba ông cháu có dừng ở thị trấn Mingganew. Hôm bữa có bạn nào bình luận là trên đường bạn đó tới thị trấn Mingganew có đi ngang qua thị trấn Perenchery chỗ Hailey. Bây giờ thì Hailey có cơ hội ghé qua thị trấn Mingganew rồi nè. Lúc đó thì Hailey cứ ngờ ngợ là thị trấn Dongara nghe quen lắm, nhưng mà tại sao lại đi xa dữ vậy ta? Lúc đi là 8:30 mà bây giờ đã hơn 9:30 rồi vẫn chưa tới nơi. Công việc chính của Hailey ở thị trấn Perenchery là làm phụ bếp cho ông. Trước đó một người bạn mà mình có quen biết từng làm phụ bếp cho ông, tên là Lai. Và Lai giới thiệu công việc này cho mình. Lai nói là trời ông dễ thương lắm, tốt lắm, Hailey cứ làm thân với ông đi. Trời mà Hailey nhát lắm, và là tính Hailey cũng ít nói chuyện nên là cũng không có biết làm thân kiểu gì. Và lúc đó Hailey rất là sợ ông Jim, bởi vì mặt ông có vẻ khá là khó tính và lạnh lùng á. Nói chung là Hailey yêu bóng vía lắm. Nhưng mà ông Jim thật sự là một người rất là dễ thương. Dần dần theo thời gian thì ông Jim giúp Hailey mở lòng hơn. Ở Perenchery khoảng 1 tháng thì Hailey đỡ sợ ông. Và sau đó hai ông cháu nói chuyện nhiều hơn. Sau đó thêm một khoảng thời gian nữa thì hai ông cháu cũng thân thiết và có thể cà khịa nhau mỗi ngày. Sau 2 tiếng lái xe thì ba ông cháu đã tới thị trấn Dongara và vào một quán cà phê để uống nước và ăn sáng. Trời, đã lâu lắm rồi Hailey mới được tới một nơi mà có bán nước ép trái cây tươi á. Tại vì những thị trấn vùng xa như chỗ Hailey thì hàng hóa rất là khan hiếm và không có nhiều sự lựa chọn. Và cũng lâu rồi Hailey mới được ăn một cái miếng bánh kem mà nó ngon như vậy. Lần cuối Hailey uống trà sữa tiệm là tháng 10 năm ngoái, bây giờ là tháng 8, tức là gần 1 năm rồi. Mà tính ra nhờ sống ở Perenchery mà Hailey bỏ bớt những cái thói quen không tốt và bớt chi tiêu những thứ không cần thiết. Trời ơi, và cũng lâu lắm rồi Hailey mới đi được một cái siêu thị đúng nghĩa. Tại vì mấy siêu thị mà gần chỗ Hailey hơn á thì nó nhỏ xíu à. Và Hailey nhớ ra là trước đây Hailey từng tới thị trấn Dongara rồi. Hồi tháng 3 Hailey cần phải đi khám sức khỏe để gia hạn visa năm 2 á. Địa điểm mà khám sức khỏe được bộ di trú chấp thuận gần chỗ Hailey nhất là ở Charlton, cách khoảng 200 cây số. Trên đường đi Charlton thì Hailey có dừng lại ở thị trấn Dongara để ăn trưa. Lúc ông Jim rủ tụi mình tới thị trấn Dongara ăn sáng đồ, Hailey tưởng là nó gần lắm. Trời, ai về đi xa thiệt, đi ăn sáng nghe bình thường vậy thôi chứ mà cũng lặn lội 2 tiếng đồng hồ, quá là phiêu lưu luôn. Sau khi ăn sáng và đi siêu thị thì ba ông cháu đi ăn trưa. Hồi nãy Hailey có mua mấy khay thịt, biết là đường xa không có tiện mang theo nhưng mà lâu rồi không có mua được thịt tươi á. Hailey đùng đẩy cho ông. Ông ơi ông nói người ta cho để nhờ mấy khay thịt đi. Chợ mấy đứa cháu nhân viên đi chơi không được cái gì, được cái báo thôi. Bởi vì ông Jim và bạn Jenna muốn ngồi ngoài cho thoáng á. Và Hailey đã chọn một chỗ tránh xa ánh nắng nhất có thể. Nếu mà Hailey không sợ nắng là mọi người sẽ ngồi hẳn ở bên ngoài luôn ấy. Trời sao hay vậy ta. Hailey và ông chọn món chowder hải sản. Chowder là một loại súp dạng sệt. Hailey hỏi ông là tại sao chỗ mình lại không có bán món này vậy ông. Thật ra Hailey biết câu trả lời rồi nhưng mà cứ thích hỏi vô chi vậy á. Ăn xong thì ba ông cháu lên đường không quên mang theo 2 khay thịt hồi nãy gửi nhờ. Nếu mà hỏi Hailey làm cách nào để thân thiết với chủ thì Hailey không có câu trả lời. Lúc mà Hailey được bạn của mình giới thiệu công việc ở Perenchery thì Hailey có hỏi bạn là Hailey nên thể hiện tính cách như thế nào để đậu phỏng vấn. Bởi vì trước khi Hailey nhận việc là người ta có gọi điện tới để trao đổi sơ sơ 5-10 phút gì thôi. Bạn Hailey bảo là tính cách của bà như thế nào thì bà cứ để như vậy, sao lại phải thay đổi. Và Hailey thấy hợp lý nha, chúng ta không thể giả vờ trở thành một ai khác để mà làm bạn hay là thân thiết với người này người kia được. Có thể làm như vậy nhưng mà sẽ không có bền á.
Và khi đi làm thì Hailey cũng không có kỳ vọng là Hailey có thể thân thiết được với chủ. Hailey chỉ quan trọng là chủ tốt nè, môi trường làm việc, đồng nghiệp ok, công việc vừa sức, ổn định giờ làm thì quá là ổn rồi. Còn thân thiết hay không thì nó sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố khác nữa. Hailey thì cũng hơi làm biếng nói chuyện á, nên sẽ có ít cơ hội để thân thiết với người khác. Trong những tháng đầu ở Brancherie thì Hailey không có giao lưu nhiều với ai, nhưng mà những người dân đây khá là thân thiện á, nên là Hailey vẫn hài lòng với cuộc sống. Và thời điểm của cái chuyến đi chơi này là tròn 6 tháng kể từ ngày Hailey đặt chân đến thị trấn Brancherie, Tây Úc. Thật ra kế hoạch ban đầu của Hailey là làm 3-4 tháng gì đó rồi về Việt Nam chơi, nhưng vì một vài lý do nên là Hailey vẫn còn làm ở đây. Nếu như Hailey rời khỏi Brancherie theo đúng như dự định và kế hoạch của mình thì gần như đã không có cơ hội để có sự kết nối sâu sắc với chủ như bây giờ. Nếu để ý thì nãy giờ mọi người có thấy trên đường đi có những cái lốm đốm màu trắng và hồng. Tây Úc đang vào mùa hoa dại đó, chỉ còn vài tuần nữa thôi thì sẽ càng ngày nhiều hoa mọc và những thảm hoa sẽ càng ngày lớn. Và nếu như Hailey về Việt Nam theo đúng kế hoạch của mình thì đã bỏ lỡ mùa hoa dại Tây Úc rồi. You are so mad, you know. You're mad woman, you are. Don't play with your phone, go to sleep. Okay. You like that thing? Like it? Good. All right, go put yourself on. 6 tháng, nhìn vậy mà trôi qua nhanh ghê. Cảm ơn ông và thị trấn Brancherie đã cho Hailey những kỷ niệm rất đẹp ở đây và cho Hailey cơ hội đi những nơi xa xa hơn như thế. Nhiều khi Hailey cũng làm biếng làm video lắm luôn, nhưng mà một ngày nào đó, khi xem lại những ký ức này, Hailey của tương lai sẽ cảm ơn Hailey ở hiện tại.